Cửa hàng Doãn Hưng Audio xin kính chào toàn thể các bạn nha. Tiếp tục đến với kênh YouTube của Doãn Hưng. Do nhu cầu của cuối năm, khách hàng sử dụng nhiều những cái dòng nâng tiếng này, quản lý nguồn, rồi mic dây và kể cả những cái dòng mà pin sạc mic không dây nữa. Chính vì thế mà Doãn Hưng hôm nay sẽ làm một cái video để giới thiệu về các cái sản phẩm hiện đang có mặt ở cửa hàng. Ở đây thì bên em đang có cái dòng nâng tiếng của hãng TD Acoustic, quản lý nguồn thì của hãng Atly. Hai cái mẫu sản phẩm này thì đều là hàng chính hãng các bác nhé. Anh em để ý thì trên thị trường lúc nào nó cũng có hai cái dòng sản phẩm khác nhau, đó là hàng chính hãng và hàng không chính hãng. Đấy, hàng chính hãng thì nó chất lượng hơn và giá thành của nó thì đắt hơn. Còn hàng không chính hãng là hàng nhái, đặt hàng với cái mẫu sản phẩm được rút ruột, linh kiện thô sơ, chính vì thế giá thành nó rẻ hơn rất nhiều để cạnh tranh với lại cái hàng chính hãng này. Đấy. Trước mắt các bác thì em đã bày ra đây một ít cái dòng nâng tiếng TD Acoustic, mẫu CB900 Premium. Đây là một cái mẫu sản phẩm đang là gần như cao cấp nhất của hãng TD Acoustic. Doãn Hưng thì đã theo đuổi cái mẫu nâng tiếng của TD này từ những cái modem đời thấp cho đến đời cao như thế này. Đấy. Và trước kia thì bên em thường bán một số mã nâng tiếng, nhưng mà sau này thì Doãn Hưng chỉ chọn cái dòng CB900 Premium của TD Acoustic này thôi. Dòng này thì so với tất cả các hãng khác như là DB hay là Atly thì Doãn Hưng thấy là dòng này vẫn đang là đỉnh nhất. Trên thị trường thì Doãn Hưng thấy được là một vài năm trở lại đây thì khách hàng là đa số lựa chọn cái dòng CB900 Premium này. Đấy, nó rất đẹp, chất lượng, giá thành của nó cũng hợp lý nữa. Còn cái mẫu quản lý nguồn Atly P102 Pro, đây cũng là cái mẫu gần như là cao cấp nhất của hãng Atly các bác nhá. Đấy, trước kia thì bên em có thường bán cái dòng P102 thường. Nhưng mà bây giờ do nhu cầu anh em muốn sử dụng những cái mã nó hiện đại, nó tiện ích hơn nữa thì Doãn Hưng lại mà giờ thường là chỉ bán cái dòng P102 Pro này. Đấy. Hai mẫu này thì Doãn Hưng đã cắm sẵn ở đây. Đấy. Mỗi loại một em đây. Đấy. Khi chúng ta cắm điện vào thì nhìn nó rất đẹp đúng không ạ? Nhìn các cái mẫu sản phẩm này chúng ta gắp vào bộ dàn karaoke gia đình. Đấy. Nhìn nó tăng thêm cái độ sang trọng và tiện ích nhé. Các bác dùng nâng tiếng chúng ta nghe nhạc nó sẽ nâng được cái giải tần bát chép lên, sẽ rất hay. Nhiều các bác mua vang số chúng ta lại không vào bên trong để chỉnh cài đặt phần mềm được thì chúng ta dùng con nâng này để chúng ta tùy chỉnh ở bên ngoài. Nói về nâng tiếng thì nó tiện ích hơn lọc rất là nhiều và nó có phần đa dạng hơn đấy các bác nhé. Lọc thì thường là chúng ta không ghép súp vào lọc được như cái dòng nâng tiếng này. Đấy, ở đây nó có nguyên cả một cái phần để chúng ta chơi súp, có to nhỏ này, rồi phần cắt cốt ở đây. Còn hai vế bên này là hai kênh chỉnh cho hai kênh riêng biệt, đấy, chỉnh cho loa thì ở đây nó rất tiện, nó chỉ có bốn nút thôi, nó gồm có bass này, trung này, treble này, và ở đây là điều chỉnh các cái dòng nhạc như dòng nhạc pop như đấy. Đấy, màn hình thì ở giữa logo TD pha tông màu rất đẹp đúng không ạ? Mặt trước là mặt phay nhôm. Cái dòng này thì Doãn Hưng sẽ không giới thiệu nhiều nữa các bác nhé, vì cái dòng này thì nó ra đời cách đây mấy năm rồi, đến bây giờ thì bác nào nhìn cũng quen rồi đúng không ạ? Các hãng thì nó cũng đều như thế này. Đấy, nhưng quan trọng là phần nội thất, nó chất lượng và chất âm nó cho ra hay các bác nhé. Đấy. Giá thành thì Doãn Hưng sẽ thông báo các bác ở trên Zalo hay các bác gọi điện trực tiếp. Đấy, còn ở trên video này thì nó liên quan tới độ cạnh tranh giữa các kênh các bác nhé. Đấy, nhiều anh em bán, nếu Doãn Hưng báo giá thì nó sẽ là giá chung đề ra, còn lại các bác điện trực tiếp hay nhắn tin thì nó sẽ có giá tốt hơn một chút. Đấy, ở đây thì nó tốt hơn một chút thôi, chứ nó đã hãng nó đã có quy định rồi. Đấy, bán những cái dòng này thì không thể có lợi nhuận cao được các bác nhé, gọi là bán hỗ trợ phối ghép thêm vào cho bộ dàn các bác thôi.
Chính vì thế mà bên em không thường xuyên lên sóng những cái dòng lân tiếng này. Đấy, ở đây thì có nhiều bác có nhu cầu hỏi để tiện thể ghép vào dàn cho anh em thôi. Còn phần bên dưới quản lý nguồn này thì các bác nhìn này, nó không phức tạp rườm rà, nó cũng không có áp như là cái dòng T102 thường. Ở đây nó chỉ có hai cái nút để chúng ta điều chỉnh thôi. Nút này là nút nút mở tắt tổng cho các ổ. Đấy, các ổ nhé. Còn cái nút này là cái nút chúng ta điều chỉnh. Đây là một cái nút mà chúng ta vào nó sẽ mở ra cho chúng ta rất nhiều các cái tiện ích. Đấy, cái này thì chúng ta thích cài đặt kiểu gì cũng được các bác nhé. Đấy, sức tầm này nó chúng ta cài đặt được các mốt này. Đấy, còn cả phần tiếng Anh ở đây thì nó có nhiều tính năng. Đấy. Doãn Hưng đã tìm hiểu qua con này rồi. Đấy, Protect này thì nó sẽ cài đặt được điện mức điện áp thấp, điện áp cao. Ở đây chúng ta có thể cài đặt được cả điện 110 cho đến 220. Đấy. Các bác có thể cài ở đây nó cài lên đến 150 và 270 này. Đấy. Trong cái khoảng này các bác nhé, dưới khoảng này là nó sẽ không 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 hoạt động. Đấy, hoặc trên dưới là nó không hoạt động. Đấy, nó bảo vệ cho cái nguồn điện chúng ta lúc nào cũng an toàn nhất có thể. Đấy. Ở đây thì nó còn có cả chế độ cài độ trễ cho từng kênh một. Đây fork này là nó cài cho từng kênh chúng ta. Ở đây thì thường cứ 1 giây là một một ổ. Cái phần cài đặt này thì ở trên các kênh anh em bán người ta cũng đã giới thiệu chi tiết rồi. Do ở cái video này thì Doãn Hưng giới thiệu mấy sản phẩm một lúc cho nên là video nó sẽ dài. Bên em chỉ giới thiệu là nó có cái mặt hàng như thế này thôi. Còn lại cài đặt thì nó cũng không phức tạp các bác nhé. Có thể chúng ta vào mạng để chúng ta tìm hiểu thêm. Đấy. Tức là nói chung chung ở đây đúng là nó có phần cài đặt dòng điện đầu vào. Đấy, 110, 220 này. Rồi độ trễ của từng kênh. Đấy, rồi hẹn giờ các bác nhé. Hẹn giờ rồi chúng ta cài tắt từng kênh riêng biệt. Đấy, có các kiểu để chúng ta sử dụng. Đó, chúng ta chỉ việc xoay quanh ở cái nút này thôi. Dòng này thì nó là cái dòng hiện đại gần như bậc nhất rồi. Giá thành của nó cũng chỉ trên 2 triệu một chút các bác nhé. Đấy, các bác nhắn tin gọi điện thì nó sẽ có giá tốt hơn so với thị trường anh em bán. Đấy, còn cái phần đằng sau của nó thì nó cũng có 8 ổ này. Đấy, thằng này có 8 ổ như những cái dòng khác thôi. Nó chỉ là hiện đại, cài đặt nó đa dạng hơn. Đằng trước 2 ổ này, tất cả là bên trong các cái ổ của nó đều bằng cái lá đồng. Đấy, lá đồng 100%. Dòng này mẫu thì rất đẹp, mặt phay nhôm ở đằng trước. Đấy, còn lân tiếng này thì nó cũng như kia thôi các bác nhá. Đấy, dây nguồn này, rồi các cái đường canon, đường hoa sen. À, thằng nâng tiếng này thì nó có đưa cổng quang các bác nhé. Cái dòng đời cao cấp này là nó có cổng quang. Đấy, như vậy là có bờ nó tút. Đấy, như vậy là các bác có thể là chúng ta nhạc vào nâng này bằng quang này. Đấy, rồi chúng ta bắt bờ nó tút qua cái nâng này. Rất hiện đại và tiện ích đúng không ạ? Đấy, quang vào nâng rồi bắt đầu xuống vang vang xuống đẩy. Đấy, đúng bài. Đấy, cho các bác. Doãn Hưng cũng thường là ghép nhạc vào nâng, sau đó là về xuống vang, rồi về xuống đẩy. Hai con này thì nó đang rất là hot trên thị trường. Chính vì thế mà Doãn Hưng đã nhập theo cái nhu cầu sử dụng của anh em. Đấy, còn tiếp đến là bên em đang có hai cái mẫu mic dây. Đấy, mic dây này thì nó đắt hơn cái dòng BBS cái kia. Dòng này là dòng tên của nó là Martin này. Đấy, họ thiết kế rất chất lượng đúng không ạ? Cái tay mic rất sang trọng, đẹp, lịch sự. Đấy, màu vàng gold toàn bộ. Chúng ta nhìn cái màu nó rất là sáng, đẹp. Nói đến màu vàng như thế này thì chúng ta nhìn thì nó sang trọng, nó lịch sự. Ở đây chúng ta nhìn qua nó cảm giác như là mic được dát vàng. Dây của nó thì cũng tầm khoảng 5 mét này, ít nhất là 5 mét các bác nhé. Đấy, và dòng này thì họ đóng vào một cái hộp rất đẹp. Đấy, sang trọng, lịch sự, chuyên nghiệp.
cái này các bác có cái hộp này, mỗi lần dùng xong chúng ta cho vào đây rất tiện ích. Mic này thì bên em bán là 600.000 một chiếc bao ship các bác nhá. Trước kia thì các kênh người ta bán giá nó cũng không hề rẻ đâu, rất đắt đấy. Còn cái dòng BBS này thì các bác nhìn quen rồi, dòng này thì nó có thị trường Việt Nam mấy năm nay rồi. Từ cái hồi nó ra cái mẫu này thì Giãn Hưng cũng thường nhập về để bán lai rai cho các bác này. BBS B50 tất cả là đều bằng kim loại inox này, chống rỉ các bác nhá, cầm rất nặng. Đấy, dòng BBS này thì chất âm ra nó đầm ấm hơn là cái dòng Martin một chút. Anh em mua có thể chúng ta lựa chọn theo giọng. Đấy, bác nào mà giọng thuốc nào thì các bác hát cái con Martin kia nó bay hơn. Đó, sáng hơn. Còn các bác mà có giọng thanh, ví dụ như Doãn Hưng có khi hát con này cũng hợp này. Đấy, con này nó cần, con này phụ nữ hát là tốt này. Cần cho bác nào giọng thanh, còn cái con dưới khi này phải cần cho bác nào giọng thuốc lào, đúng không ạ? Giọng khàn, giọng bát nhiều đấy. Tạm thời là bên em giới thiệu đấy, ra đây một ít thôi các bác nha. Còn lúc nào cũng có hàng để phục vụ anh em. Anh em lưu ý, đã là hàng mới thì lúc nào cũng có, hết lại múc, hết múc. Và pin sạc thì vừa rồi bên em nhập cả thùng các bác nhé. Đấy, ở đây thoải mái cho anh em. Ở đây hôm trước nó nhiều hơn, nhưng mà nọ này thì lên đường cho các bác một số rồi. Cái dòng pin dung lượng của nó lên tới 3200 mi của hãng Defoe. Defoe này thì pin này, pin 4 cối cộng với lại đốc sạc nó cũng đều của cùng một hãng. Đấy, các bác mua một bộ 4 cối đấy, sử dụng cho hai tai mic một lần đấy, cộng với đốc sạc kia thì giá của nó là 350 bao ship anh em nhé, 350 bao ship đấy. Còn nếu các bác sử dụng hai cái này, giá của nó lên tầm khoảng 500 các bác nhé. Đấy, chúng ta có thể sử dụng 4 cối hoặc có thể sử dụng 8 cối đấy, tùy theo đấy. Các cái mẫu sản phẩm thì bên em báo giá cũng đầy đủ rồi. Cái dòng này là 350 các bác nhé. Dòng này hình như là vừa rồi chưa báo giá anh em. BBS B50 này cái đợt đầu nó ra có kênh bán là 600, bây giờ nó xuống giá nó cạnh tranh chỉ còn có 350 một chiếc các bác nhé. Anh em mua một cặp nó tầm khoảng 700 đến 750 đấy, chúng ta hát nó cũng rất là thuận tiện đấy, không bao giờ mất một đồng tiền pin nào. Mic dây thì bây giờ cũng vẫn còn đang có nhiều nhà đang sử dụng mà cũng chưa thể bỏ hết mic dây được. Mic dây nó cũng vẫn cứ là cái dòng mic nó thuận tiện. Đấy, như vậy là tạm thời là em đang giới thiệu tới các bác một số các cái mẫu sản phẩm như thế này. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho Doãn Hưng nhá. Đấy, tất cả hàng bên em đều là hàng xịn, hàng chính hãng. Đấy, các bác yên tâm, giá thành luôn hợp lý nhất thị trường. Đấy, có hai số điện thoại đây. Đấy, địa chỉ đây, bác nào ở gần thì có thể đến tận nơi. Đấy, các bác nhắn tin Zalo hoặc gọi điện trực tiếp để Doãn Hưng tư vấn cụ thể hơn. Xin hẹn gặp lại các bác ở clip khác nhé. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Anh em chấm tặng Doãn Hưng xin nút like anh em nhé.